Xin chào tất cả mọi người. Trong clip này giới thiệu tới mọi người một cái mã đẩy của Agasao mới về nhé, về được có vài con thôi. Đây, cái mã đẩy này thì sẽ dành riêng để đánh những cặp loa Agasao như là AT122 hoặc là 121 nhé, bởi vì công suất của những cặp loa này nó rơi vào khoảng 550W, rất là khỏe. Cho nên là em sẽ về những cái con đẩy khỏe như này để chơi nó nhé. Đây, con này thì KP800i 800W một kênh, công suất thực, mạch công suất class ABH và sử dụng toàn bộ là phét các bác nhé, phét. Em đếm thế nào, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 con phét một kênh và hai cái vỉ công suất nữa sẽ chồng lên nhau. Đấy, cái này thì em đang cắm điện nên em không sờ trực tiếp vào quay ấy đâu, nó giật chết đấy các bạn. Đấy, tụ thì sẽ sử dụng tụ điện dung rất là lớn, 12.000mi 63V này. Đấy, 12.000mi 63V. Và nó sẽ tích hợp các dơ le bảo vệ đầu ra này, chống bụp này, dơ le điện đầu vào này, khi bật tắt này. Đấy, khởi động mềm đấy. Đấy. Và con này thì là một trong những cái dòng mạch rất là cao cấp trên thị trường. Đấy, riêng về cái dòng đấy Agasao thì các bạn phải biết độ chất lượng của nó cực kỳ là cao luôn. Và nó sử dụng toàn bộ là các linh kiện rất là chất lượng. Đấy. Cái hãng đấy Agasao khi mà hàng mới các bác mua nó rất là đắt. Đấy, nó giờ đâu đó khoảng mười mấy triệu một con ấy, không phải là rẻ đâu. Bởi vì là chất âm của nó rất là hay, mà nó phải nói là con này rất là trâu bò. Đấy, rất là trâu bò mà cực kỳ là khỏe luôn. Riêng với cái dòng đấy Agasao, chất âm rất là hay và cái độ bền, độ trâu bò của nó cực kỳ là tốt. Đấy, bởi thế cho nên là giá thành của nó cũng rất là cao. Đấy, tuy nhiên là hàng bãi thì sẽ êm hơn rất là nhiều, giá sẽ mượt mà hơn rất là nhiều nhá. Con này thì em cũng nói luôn là đang bán với giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu một con đẩy này, 8.1 kênh. Đấy, chấp tất cả các loại đẩy hiện nay trên thị trường 8.1 một kênh nhá. Đẩy này sẽ cao cấp và ngon hơn rất là nhiều. Nó sẽ sở hữu một biến áp xuyến đồng cực kỳ là khủng luôn, rơi vào tầm 20cm, rất là khủng khiếp, 8 tụ lọc nguồn. Đấy, và con đẩy này thì date của nó là, đợi em xoay xem nào, đây, 2015 này. Đấy, rất là mới luôn. Đây này, này. Đấy, và cái máy này thì rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, tất nhiên là sẽ mở ra và vệ sinh nhá, tuy nhiên là cái độ đẹp và độ mới của nó thì khá là đáng khen. Đấy, sau thời gian dài sử dụng vẫn rất là đẹp. Đấy, con này thì sử dụng một cái biến áp rất là khủng. Đấy, xò là một phần rồi, tuy nhiên là phải phụ thuộc vào phần nguồn nữa, phần nguồn phải cho ra công suất đủ thì nó mới chơi được nhá. Đây này, em đang bật đây này, con này thì mặt trước của nó thiết kế khá là đẹp các bạn ạ. Đây này, đấy, nó là viền nhôm phay xước màu màu xám xám này, nhìn rất là đẹp. Đấy, con này thì cái mặt trước của nó khá là đẹp. Công tắc nguồn này, KP800. Đấy, chỗ này là viền mica và hai cái chiếc áp này, chiếc áp bi nhá. Đấy, các đèn tín hiệu Agasao. Đấy, tất cả là tháo ra kiểm tra hoạt động ok hết. Đây, em soi một chút về mặt sau nhá, nó sẽ có đầy đủ các chế độ chơi cho các bác này, stair này, mono và bright. Đấy, cái này là tiếp mắt trong, tiếp mắt ngoài. Còn cái này là độ nhạy đầu vào, 0775, 1V và 1.4. Đầu vào thì nó sẽ là các đường Canon truyền thống đây rồi. Đấy, và các đường linh ra. Đấy. Đấy, các chân giác đều được mã hết. Đấy. Và đường ra của nó sẽ sử dụng hai loại giác phổ biến nhất trên thị trường rồi, giác gài hoặc là giác new trick. Đấy, các bác dùng giác nào cũng được, rất là tiện lợi. Đấy, mặt sau nó chỉ có vậy thôi. Còn đi sâu về cái phần ruột bên trong này, đấy, em sẽ quay cận cảnh cho các bác để các bác thấy được cái độ đẹp của nó và cái độ chất lượng của nó này. Đấy, rất là đẹp, hai cái vỉ công suất nó chồng lên nhau và quạt gió nó thổi ra. Đấy, đấy, thiết kế khá là gọn, đời này là đời nguồn lệch nhá. Đây, đây các bác xoay đi. Đây, con này size của nó thì sẽ rơi vào tầm đâu đó khoảng 42-43 phân, cũng khá là gọn thôi. Đấy, bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc nhá để test chất âm con đẩy này gửi đến các bác. Đấy, con này thì phải nói là nó cho ra cái chất âm bass rất là lực và cực kỳ là hay, đánh trên các đôi loa Agasao ra hết được chất của cặp này.
Đấy, bây giờ em sẽ mở lên test mình các bạn. Đấy, phải nói là trống nó đánh cực kỳ là lực luôn. Đấy nhá, đang đánh vào cặp mà Arasao AT122 nhá. Đây, hai con này. Đấy. Một chiều dừng mưa, được tin em đã mất, chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói. Nghe nó lực lắm các bạn ạ. Bạn đánh rất là êm. Một lần đêm xa. Đấy, để chơi những con đẩy khỏe như này mà xịn như này thì nó mới ra hết được chất các bạn. Chứ những cái dòng đẩy như này thì không thể so sánh được với nó. Đấy. Đấy, các bác cứ thử đeo tai nghe hoặc là cắm vào bộ dàn nhà mình nhá, để cảm nhận rõ nhất. Đấy. Đấy, các bác sẽ thấy được cái chất âm bát của nó đánh rất là lực. Đấy, những cái con đẩy hay, những con đẩy khỏe thì nó mới cho ra được những cái chất âm hay như vậy. Và đi kèm với đó là giá tiền của nó cũng rất là hợp lý thôi. 6,5 triệu một con này. Đấy. Giá 6,5 triệu thì nó sẽ có chất lượng của 6,5 triệu. Đấy, chất âm của 6,5 triệu và đẳng cấp của 6,5 triệu. Các bạn những con là 3-4 triệu mà các bác hay so sánh nha. Những cái con đấy thì các bác chơi dăm bỡ nửa tháng rồi. Hết lối nọ lối kia bảo hành. Đúng rồi. Đấy, nên là các bác cứ nghiên cứu cân đối nha. Bác nào có nhu cầu về con đẩy này, con đẩy chất như này thì cứ chủ động liên hệ nhá. Em chỉ có vài con thôi. Zalo của em là 0333527331. Đấy, các bác cứ chủ động liên hệ với Zalo nhá. Đấy, con giá thì em đã báo rồi, 6,5 triệu. Và giá này đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi. Rất là hay, đánh ngay loa rất là hay. Đấy. Những cái dòng loa 400-500W, loa 30 hoặc đấy thì các bác cứ chơi những con đẩy như này cho em. Nó sẽ ra hết được cái chất của nó. Nhà trống rất là hay. Này, con Agasao này cũng mới thay áo rồi nó này. Trước nguyên bản là màu trắng, giờ sơn thành đen nhìn cho nó đẹp các bạn. Đấy, các bạn có nhu cầu thì cũng liên hệ vào Zalo nha. Đấy, con này thì đã có clip lên rồi đấy. Agasao 122. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Sao anh nỡ đành quên anh hay chiều? Thôi, xin chào tất cả mọi người nhé. Em gặp mọi người ở các clip tiếp theo.